Cái gì này vậy? Trời đất ơi, mới sáng sớm mà âm thanh gì nghe khó chịu vậy? Mới có 7 giờ sáng thôi mà ai coi clip gì mà tánh ghê hoài vậy? Ai không biết đứa nào đó, ai vậy? Ai bật cái gì ồn ào quá vậy? Ủa, đâu có thấy ai đâu ta. Hình như nó phát ra ở đâu đó bên kia, để mình tới đó thử coi. Ôi ơi, lại nữa kìa coi. Sao nó cứ tánh ghê hoài vậy ta? Trời đất ơi, âm thanh nó phát ra từ đâu đây? Ủa kìa vậy? Ồn quá vậy? Ôi, mọi người cũng nghe thấy âm thanh đó hả? Trời ơi, không phải Huy Núp làm ra hả? Trời ơi, tôi đang ngủ mà sao cứ nghe tiếng ghe hoài. Vậy là Huy Núp cũng nghe giống mình. Ôi, còn Nabi với lại Jack VN thì sao, mọi người có nghe không? Nghe. Ủa, vậy không phải Jack làm, Nabi làm, Huy Núp làm thì ai làm chuyện này ta? Ui, nữa kia, mọi người có nghe thấy không? Đó là lại phát ra cái âm thanh đó đâu vậy? Ui, hình như là hướng bên này nè, mọi người theo tôi nghe là nó hở hướng bên này, mọi người đi theo tôi, đi theo tôi coi. Đâu rồi ta, em nghe nó phát ra. Ui, lại nữa kìa. Ủa? Ui, hình như là bên này nè, đúng rồi, nó phát ra từ trong này. Từ, để tôi nghe kỹ từ đây, tôi nghe lại thử coi. Ui, hình như là đúng rồi mọi người ơi, âm thanh phát ra từ trong này nghe rất là rõ luôn. Ơi, không lẽ có ai đang trốn trong này sao mọi người? Trời đất ơi, ai mà cứ trốn cho nó xong cứ tánh ghê vậy ta? Ai ở trong đó vậy? Alo, ơi, cái gì vậy? Cửa mở ra gì? Sao tự nhiên cái bụi cây này nó mở ra một cánh cửa đây coi. Chúng ta có nên đi vô trong thử không mọi người? Ui, lại phát ra âm thanh đó bên trong này. Mọi người nghĩ tụi mình có nên đi vô bên trong cái bụi cỏ này không mọi người? Có vẻ nguy hiểm. Từ, sao đằng sau lưng mình có ai vậy? Cái gì? Tên ca bị đẩy vô rồi. Ui, tụi mình bị đẩy vô trong cái bụi cây rồi là chết rồi. Ủa, cái gì sao bên trong bụi cây nó có vẻ rộng quá vậy mọi người ơi? Cái gì vậy? Sao bên trong cái bụi cây nó lại giống như một cái mê cung vậy mọi người? Chết rồi coi, vậy là tụi mình sẽ phải giải cái mê cung đó. Hình như tụi mình đã bị kẹt trong mê cung tánh ghê rồi đó. Trời ơi, vậy là cái âm thanh đó hồi sáng nãy giờ tụi mình nghe nó chỉ là để dụ tụi mình đi vô đây thôi à. Sao toàn là lá cây không vậy các bạn? Các bạn có biết tên ghê này tại sao lại bắt tụi mình vô cái mê cung đâu? Đi comment. Ui, cái này là đường cục rồi các bạn, đường cục à. Đâu bên này có đường không? Dắt bên này có đường không? Dắt ơi, trời đất ơi, mê cung. Trời ơi, cũng là đường cục luôn rồi các bạn. Cái gì mà đường cục ngoài vậy? Ủa? Ui, hình như là đường đúng rồi nè mọi người. Ui, đúng rồi, bên này có đường nè mọi người. Qua đây. Đường gì á? Cái gì vậy? Trời ơi. Ui, sao có đầu tên ghê nó lu vô đây? Trời đất ơi, tự nhiên cái mặt lu ra hết hồn mà. Trời ơi, còn tánh ghê rồi. Được rồi mọi người, chúng ta đi qua đây thôi coi. Ê, hình như chúng ta phải né cái mặt này, đừng cho nó đụng cái mặt này. Được rồi, giờ nó thuộc vô này rồi, mình sẽ nhảy qua. Ây cha, nhảy qua kìa mọi người, coi chừng, qua đi Dắt ơi, còn bên này, ôi, bên này vẫn còn một cái nữa đây mọi người. Ôi, tánh ghê này. Rồi, nhảy qua nè. Ôi, cái mặt kìa, tánh ghê núp trong cái bụi cây lú ra hụ tụi mình. Ôi, bên này có gì? Ôi, bên này nó có lava. Ôi, lại có cái mặt tánh ghê nữa. Được rồi, chuẩn bị 1, 2, 3 nhảy qua nè. Rồi, để thuộc cho này rồi. Nhảy qua mọi người. Trời ơi, chết nữa là chết rồi. Ôi trời ơi, ghê thiệt chứ. Ok vậy. Ôi, cái này là cái gì vậy? Trời ơi, cái mặt tên ghê được cái hỏa xoay xoay kìa. Trời ơi, tạo thành một bông hoa tên ghê luôn. Các bạn nhìn cái gì thì bất cười chứ. Nè, những cái bông hoa đừng cho nó đụng mình nó coi. Ôi, lùi lại, qua lại. À, cái cuối cùng này tôi còn rồi. Được rồi, nhảy qua đi. Ôi trời ơi, bên này có một cái tên ghê này coi chừng. Hello. Được rồi, nhảy qua mọi người, nhảy qua nhanh lên. Ôi, rồi, nhảy qua nhảy. Được rồi. May quá các bạn, đúng là tán ghê là hù hoài thì chứ. Ôi trời ơi, chúng ta đi tiếp cái mê cung này thôi các bạn. Ôi, hình như chúng ta qua được một chỗ mới rồi nè mọi người. Ôi, ở đó là ai vậy? Ôi, sao ở đây có tán ghê? Ôi, hình như tán ghê này đang nhảy hay cái gì nè các bạn. Ôi, cái tán ghê nhảy tưng gì kìa. Ôi, nhưng mà tán ghê này đang bị gì đây? Ôi, bên kia như có đường ghê kìa. Đâu bên kia. Ôi, bên kia nó có một cái chỗ ra kìa, hay là chúng ta bắt cua qua bên này chúng ta đi nha mọi người. Hình như nó bị khóa cửa rồi các bạn ơi, không có qua được. Chết rồi. Làm sao để chúng ta mở được cái đó mới là quan trọng. Nhưng mà quan trọng là tại sao lại có tên ghê cứ đứng nhảy ở đây nè mọi người. Chúng ta phải làm gì với nó đây? Bên này có mấy cái thùng gì nè. Đâu bên này có thùng. Ui, đằng sau này có những cái thùng gì nè mọi người. Ôi, mở ra có gì không? Hay là mình bưng mấy cái thùng. Ui, đúng rồi, hay là mình sẽ phải bưng mấy cái thùng này để tạo ra cái cầu để cho tên ghê di chuyển mọi người. Để thử coi. Được rồi, bây giờ tôi đặt xuống đây. Đặt xuống đây một cái. Nabi đặt xuống đây coi, Nabi xem thử tên ghê có đi. Ui, tên ghê đi kìa, tên ghê đi qua kìa các bạn ơi. Hay vậy. Được rồi. Ôi, nhưng mà mỗi khi tên ghê nhảy chậm quen. Được rồi, giờ đặt tiếp đi. Được rồi, để tên ghê đi tiếp. Đặt wow, nè, đúng rồi, tên ghê đi qua cầu này các bạn. Đặt xuống mọi người. Đó, đặt mấy cái thùng rồi. Trời ơi, Huy đặt cái kiểu gì. Ôi, tên ghê đánh Nabi đó xuống lava rồi. Tên ghê gì quạo đi, tên ghê kêu là đặt nhanh lên. Được rồi, còn một. Trời ơi, đặt hai bên này rồi sao người ta đi. Đó, đúng rồi. Ủa, đặt người ta qua bằng người này. Ê, nó đánh tôi rồi. Sao tên ghê đánh
tôi lấy tay bình tĩnh ga, bình tĩnh bình tĩnh. Trời đất ơi mọi người, đặt chậm quá, tên ga giận tên ga đánh tôi luôn rồi. Tên ga sau khi đi qua được rồi thì tên ga sẽ làm gì đây? Không lẽ nào tên ga sẽ mở cửa cho mình sao? Tên ga sẽ mở cửa cho mình kìa. Wow, cửa mở rồi. Cảm ơn tên ga nhiều nha, cảm ơn tên ga nhiều nha. Được rồi, bây giờ chúng ta đi rồi. Coi nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên rồi. Còn đường nào nữa đây? Còn đường nào ơi, bên này không phải rồi, đi qua bên này thôi coi. Trời ơi, cái mê cung tên ga này thiệt là rối rắm mà cậu. Cái này là cái gì đây? Ở đây cũng bị chặn đường rồi các bạn ơi. Ôi ôi, nó mở ra rồi. Được rồi, hay. Ôi, nhưng mà hình như chúng ta phải bắt cua đó mọi người. Ơi rồi, bắt cua trên những cái máy nhảy sao trời. Nhảy qua ải chao rồi. Coi chừng nha mọi người, bên kia còn có những cái mặt tên ga, tên ga đó nha. Được rồi, để tôi nhảy qua ải chao. À, được rồi. Nhảy qua. Nhảy qua, nhảy qua, nhưng mà có chừng tên ga hù mà nó nha. Được rồi, đợi tên ga xuống này mình nhảy qua đây coi. Rồi xuống này. Hay cha đó. Được rồi, nhảy qua đây đó. Bây giờ đợi tên ga xuống này. Rồi nhảy qua bên này nè. Ôi giời, tên ga xuống. Ôi nhảy 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 nhảy. Trời ơi, suýt nữa là dính rồi. Có lên mọi người, có lên. Mọi người nhảy qua đây. Ôi giời, cái mặt tên ga biến mỡ sợ thì chứ. Được rồi, bây giờ nhảy xuống này. Hay cha. Được rồi mọi người nhảy qua đây. Đợi đợi. Rồi thì chúng ta nhảy trên bắt cua trên những cái máy nhảy rồi mà nhảy trên máy nhảy rồi. Con dắt với Nabi ơi, cố lên mọi người ơi. Được rồi, còn chút xíu lên. Đúng rồi, nhảy qua. Hay lắm dắt ơi, cố lên Nabi. Ôi trời ơi. Trời đất ơi mọi người, cố lên nào, cố lên. Ok. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua được rồi. Ủa, cái này là cái gì? Ủa, cái này sao cái gì mà nó xoay 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 dữ vậy? Xoay vậy? Sao nhìn khó quá vậy? Ok. Huy Nấp nhảy kìa. Cái đó là cái gì? Sao có mấy cái nút gì vậy Huy Nấp ơi? Hình như là mình phải vừa bấm vừa bắt cua. Ô, hiểu rồi, hiểu rồi. Cái gì mà khó gì? Đâu, Huy thử coi, Huy thử coi, Huy bắt cua thử coi, Huy Nấp ơi. Được rồi. Ôi đúng rồi. Bấm bấm bấm. Ô, Huy hay quá. Wow. Huy Nấp hay quá. Được rồi, tới tôi này, đợi xíu để tôi nhảy lại. Cha, được rồi, nhảy qua đây là được rồi. Vậy là mình phải vừa bấm cái này nhảy lại rồi sau đó bấm cái này nhảy lên. Bấm cái này nhảy qua các bạn, nhảy qua. Ok ok. Tôi cũng làm được rồi nè. Được rồi, bây giờ còn đâu. Trời đất ơi, chị Nabi rớt rồi. Được rồi, để dắt này thần này bắt cua này, dắt tự nhận mình là thánh bắt cua đây các bạn. Coi dắt nhảy rồi. Cố lên dắt ơi, cố lên. Đúng rồi dắt ơi. Bấm luôn. Trời đất ơi. Dắt làm lại đi dắt ơi. Ok, cố lên. Ô, dắt làm được kìa. Dắt làm được rồi kìa. Wow. Trời đất ơi, mọi người này bắt cua cái kiểu gì? Ôi, nhưng mà sau lưng tụi mình sao có mấy chiếc thuyền vậy nè mọi người? Ôi, mọi người lên thuyền thử coi. Hình như chúng ta sẽ phải trượt trên chiếc thuyền này đó mọi người. À, được rồi, đi đây này. Được rồi, 1, 2, 3, đi thôi. Wow. Ôi trời ơi. Hình như mình đi vô đây rồi, vô đâu rồi nè mọi người? Chúng ta chào lên đây, hình như có một cái đường đi khác nè mọi người. Trời ơi, cái mê cung này nó quằn ta là bằng thiệt chứ. Hay sao? Ôi, tụi mình lên đây rồi. Đây là một chỗ mê cung khác. À, đằng sau gì? Tên ga khổng lồ kia, chạy đi mọi người ơi. Trời ơi. Ôi chết rồi, lần này mình bị một con tên ga khổng lồ rượt luôn. Ôi chạy bên này. Ui ui trời trời, nhanh lên Nabi. Ôi trời ơi, có mấy cái lỗ kìa, coi chừng bây giờ. Ôi ở đây có mấy cái lưỡi cắt cỏ kìa, coi chừng nhảy qua, coi chừng nó cắt bây giờ. Ôi trời trời, đường cục rồi, quay lại đường cục rồi. Ơi, nhảy qua, nhảy ngược lại đây. Ôi trời, nhảy qua tiếp là tên ga đằng sau lưng mình kìa. Ui, bự quá vậy. Chết rồi, đường cục rồi. Quay lại mọi người. Ôi trời, tên ga trước mặt kìa, chạy lẹ đó. Ôi bên nào mới đúng bây giờ, chuyện này phải không ta? Ôi chết rồi, sao mà cái mê cung này nó quằn quá. Chạy đi mọi người ơi, tên ga kìa. Ôi sao mà đường nó tùm lum tà lai ơi, chị nó bị đợi em với, chạy tên ga được kìa các bạn. Chết rồi, các bạn ơi chỉ đường cho tụi mình với, đường nó tùm lum. Ôi ơi, sau lưng tôi là tên ga kìa, chạy thôi, đợi tôi với Nabi ơi. Ôi hình như đằng kia có đường ra kìa mọi người. Đây nhanh lên, wow, tên ga sau lưng kìa. Ôi cái này là chỗ này, sao nhiều lá cây quá em mọi người. Ôi cái gì vậy? Ủa cái này cái gì? Wow, trời ơi, chân kìa. Ôi cái lá nó đang nước đằng sau kìa. Ôi chạy lại coi. Ôi cái lá nó đang bị ăn rồi, nhanh lên chạy. Ôi ôi, tên ga nó bị bỏ lại kìa các bạn ơi. Wow, chạy qua. May quá rồi luôn, tên ga không có đường qua rồi. Trời đất ơi, may quá đi mất các bạn ơi. Hên suýt nữa là nó ăn cái lá này là mình lọt xuống lava rồi. Được rồi, chúng ta đi tiếp cái mê cung này thôi. Đi tiếp thôi. Thôi đi rồi mọi người ơi, nhưng mà bây giờ mới để ý nãy giờ không biết dắt ở đâu rồi ta. Ôi trời đất ơi, ham chạy khỏi cái con tên ga cái mất tích dắt luôn rồi. Trời, nhiều khi dắt bị kẹt lại. Ủa kìa vậy? Đằng kia là cái gì nữa vậy các bạn ơi? Sao cái mê cung này nó dẫn tụi mình đi đâu vậy? Ôi, như đó chỉ là tên ga phiên bản hư bự hả? Trời ơi, sao đứng nhảy tiếng nhảy gì kìa? Ủa, đây là cái gì vậy trời? Chào mừng đến với trò đèn xanh đèn đỏ của tên ga. Trong trò chơi này, khi mà ta quay mặt ra chỗ khác, các người mới có thể di chuyển. Nhưng khác ở chỗ, khi ta quay mặt lại, các người phải nhảy cho ta coi. Cái gì trời đất ơi, thì ra là vậy. Trong trò chơi bình thường, khi mà nó quay mặt lại thì tụi mình sẽ phải đứng yên, không được cử động. Và nếu không tụi mình sẽ bị phát hiện. Còn trong trò chơi này chúng ta sẽ phải nhảy sao? Được rồi, để thử coi. Được rồi mọi người, sẵn sàng chưa? Ôi đèn xanh luôn kìa. Ôi nó quay mặt kêu khác rồi mọi người. Di chuyển đi. Nhanh lên. Ôi đèn đỏ kia nó quay lại. Nhảy ra. Tên ga.
tên ghê đó. Thì ra lại, ôi, nó quay mặt lại kìa. Đi. Tên đó, tên ghê. Chết rồi, Nabi không nhảy rồi. Rồi luôn, chị Nabi ấy à. Này thì không nhảy nè, trời quê. Ôi, đang xanh kìa, đi. Ôi, cái gì nhanh lên. Ôi, trời, cái ông này, ông lừa đảo rồi các bạn. Bây giờ đợi nó đang xanh. Ôi, đang xanh kìa, chị Nabi à, Nabi có lên, Nabi ơi. Nabi rồi. Ôi đèn xanh rồi kìa, nó quay mặt đi qua rồi. Ôi đi lẹ nhanh lên Nabi. Ôi đèn đỏ kìa, nhảy đi Nabi ơi. Đúng rồi, tên gà đi Nabi. Tên gà. Ôi đây xanh đi anh. Rồi đi. Rồi chạy đi. Ôi bye bye, tên gà. Trời ơi chạy lại. Đúng là cái trò gì mà đáng sợ đi chứ bạn. Rồi nhưng mà sao mình vẫn còn trong mê cung nữa hả? Sao nó nhiều mê cung quá vậy? Ôi cái này là cái gì? Ui sao mà có lửa nó bắn ra kìa. Mọi người coi chừng nha, nó phun lửa đó nha. Ok nhảy qua này. Hãy chào. Coi chừng đi qua coi chừng có lửa đó. Ok bên này là cái gì nữa đây? Trời ơi sao mà nhiều đường quá vậy các bạn? Mê cung gì mà rối rắm quá vậy? Được rồi, khúc này mình đi thấp xuống mọi người đó. Cúi mặt xuống. Trời ơi bị nhảy qua rồi vậy? Được rồi, đi tiếp. Ôi bên này có phải là đường ra không ta? Hình như là ôi mọi người ơi, đường ra kìa. Yeah. Thôi nào thôi, mê cung lên mọi người. Ok vậy. Coi chừng kìa. Có một cái lỗ. Ây da, chết rồi, tụi mình bị dính bẫy rồi. Tưởng nó là được. Đây là đâu vậy? Ui sao toàn là lá cây không vậy? Ui hình như đó là Tên ghê. Thoát khỏi đây là phải đánh bại được ông tên ghê khổng lồ đấy tao chết. Ui đây có một cái đường này. Ui mọi người ơi, trong này có vũ khí. Vậy là mình sẽ phải đánh bại được tên ghê nếu muốn thoát khỏi đây rồi. Trời ơi sao xung quanh đây nhiều mặt tên ghê vậy? Được rồi, vậy thì bây giờ chúng ta phải liều một phen thôi. Lên nào mọi người ơi. Lao vô đà, hãy chết. Lao vô đà, ông mạnh hơn mình tự đó là nếu muốn thoát được khỏi đây chúng ta phải đánh được tên ghê này. Hay cha tên ghê này, tên ghê này, hay cha. Trời ơi ông này ông mạnh quá đi mất. Có là nào Huy đó ơi, chúng ta hãy cùng hợp sức đánh bại ông nào. Ôi Huy ơi, coi chừng kìa. Huy bị ông đá một cái nằm luôn rồi. Ừ chết rồi, vậy bây giờ chỉ còn tôi với lại tên ghê thôi sao? Bây giờ chỉ còn một mình ngươi thôi, ngươi chết chắc rồi. Còn một mình nào, còn Jack VN. Hả, cái gì Jack VN đâu ra vậy? Ôi Jack vẫn cổ tôi tưởng ông bị kẹt trong cái mê cung rồi. Hay lắm nhất ơi. Được rồi, bây giờ chúng ta có vũ khí mới, chúng ta đang là hai mình rồi. Bánh nóng đi. Được rồi, bây giờ quên các bạn ơi, chúng ta vẫn còn dắt để hỗ trợ mình bắn nó đây. Mày ôi ôi đánh tôi kìa nhất ơi. Hay lắm nhất ơi, chúng ta cùng nhau đánh bại tên ghê các bạn ơi. Hãy cổ vũ cho tôi với dắt đi. Tên ghê nè. Cho kết liễu tên ghê tôi nào. Cho wow, thành công rồi. Chắc Dắt là ai à, đâu không ngờ Dắt gọi là vị cứu tinh bất ngờ, ai không ngờ Dắt xuất hiện một cách vô cùng là tuyệt vời để cứu được tụi mình. Vậy là tụi mình thắng rồi. Ôi, chị Nabi Huy trở lại luôn rồi nè. Đúng rồi, nhờ có Dắt VN nè. Trời đất ơi, vậy là hôm nay tụi mình đã phá đảo thành công mê cung và tên ga cho các bạn coi. Và đây chính là phần thưởng của tụi mình đây các bạn, quá trời là vàng luôn. Cảm ơn tên ga nhiều nha. Ok thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Các bạn thích video này đừng quên để lại cho tôi một like, một subscribe cũng như là cho mọi người đồng xu tôi tin nha. Còn bây giờ thì các bạn ơi, cùng nhau nhảy điệu tên ga cùng tô gà nè. Tên ga.